Ngày nay, nhu cầu lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị về điện, nhất là máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt là rất cao. Từ cơ quan xí nghiệp đến các hộ gia đình đều có nhu cầu. Dạy nghề Nhật Tân thường xuyên mở các lớp nghề điện lạnh căn bản, điện lạnh nâng cao. Đặc biệt, chúng tôi có các khóa đào tạo sửa bo máy lạnh và các khóa đào tạo 3 trong 1, gồm điện lạnh, điện cơ và điện dân dụng. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, kỹ sư, thạc sĩ, chuyên ngành về điện, có nhiều năm giảng dạy và kinh nghiệm nghề nghiệp, luôn tận tâm với nghề, với phương châm lấy học viên làm trọng tâm, cầm tay chỉ việc cho từng học viên theo chuẩn đầu ra là các kỹ năng nghề được đánh giá bởi khách hàng. Đến với dạy nghề Nhật Tân, học viên sẽ được học với thiết bị hiện đại đầy đủ, đảm bảo mỗi học viên sẽ được một thiết bị thực hành tại cơ sở ngay sau khi học lý thuyết. Sau khi hoàn thành kiểm tra tốt về chuyên môn, học viên còn được huấn luyện an toàn điện, an toàn lao động và tác phong công nghiệp. Nhằm giúp cho học viên có thêm kinh nghiệm thực tế trước khi tốt nghiệp, dạy nghề Nhật Tân còn tổ chức cho học viên thực tập thực tế cùng các nhóm kỹ thuật thi công tại các công trình điện do công ty nhận làm dịch vụ. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không lựa chọn ngay cho mình một nghề nghiệp vững chắc cho tương lai? Hãy gọi cho chúng tôi khi các bạn có nhu cầu. Hotline 0909 333 808. Dạy nghề Nhật Tân hân hoan chào đón các bạn.